trận tâm hết hầu tử loạn tưởng phản hồi nơi vô lượng thọ quang an cư tịch tình niết bàn không còn trói buộc trong hàng tử sanh chỗ ấy kẻ tu hành tha thiết vui hy sinh mọi việc hồng trần chuông từ cửa Phật còn ngân lòng người mộ đạo nên bừng giấc say nhớ lời Đức Như Lai chỉ giáo thân quyền hư đời ảo mộng trần giả đời giả canh giả thân ta bà sanh chúng đạo chân khá tìm xưa nay vẫn đắm chìm biển khổ lặng hợp luôn đâu có an vui đời dù có nếm đủ mùi cuối cùng cùng chết có người nào không qua rồi kiếp cha ông cũng thể lần lượt đây đến cây cháu con nối nhau đi mãi không mòn đường sanh tử cũng vẫn còn tử sanh không ai giải tự mình cũng rõ nhưng ít người tìm ngõ thoát ly đường trần cứ nhắm mắt đi ai sao mình vậy sống lì ngày qua nào cái bệnh cái già đục khoét kế sau cùng cái chết đến tha thế là hết kiếp người ta trong đời ai cũng chỉ là thế thôi để tâm xét kỹ rồi thấy rõ muốn thoát ly cảnh khổ chúng sanh không chi hơn việc tu hành xác thân được nhẹ hồn linh được nhàn. Nặng nề bởi thân mang nợ lắm sầu nào do lòng đắm mê nhiều để hoài muôn kiếp khó tiêu cho nên cần phải lo điều tình tu việc cải hối mặc dù rất khó nhưng quyết tâm thì có thể nên hơn nhau ở cái chỉ bền chứ đời ai khỏi gây nên lỗi lầm kiếp giả tạm khi tâm nhận biết đời khổ đau lúc xét thấy ra nên lo tu chớ dần già vì rằng ngày tháng trôi qua lẻ làng khó biết trước thời gian chết đến cái chết không nhất định trẻ già đời nhiều cách chết xảy ra cho nên thường có trẻ già khóc măng việc sanh tử Phật rằng đại sự còn luân hồi còn tử sanh luôn tự sanh không gỡ cho xuông dù làm đến bậc đế vương ra gì do lẽ ấy cần quy y Phật
giải quyết xong tạm vật hồng trần, hoàn toàn khỏi cuộc chuyện luân không còn mang ngũ trược thanh nặng này. Đời nếu chẳng say mê đến nửa, tất nhiên không còn cơ sanh ra. Còn tham cái cõi ta bà thì còn phải chịu sanh ra hồng trần. Muốn giải thoát phải cần phủi cả, chẳng còn lưu trong dạ sự đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi, đời dù cam dỗ mặt đời không theo. Nghiệp răng gỡ chớ đeo thêm nữa, tội lo chưa đừng có gây thêm. Sống tình cô lắm cho em, đường trần lùi lại chớ kèm chân lâu. Hướng về Phật để cầu qua độ, ngó lại tâm để mở cõi lòng. Cả hai cùng được dung thông, giúp cho đạo quả như rồng gặp mây. Cầu Phật độ phải đầy khẩn thiết, muôn tâm khai phải diệt niệm tà. Nếu lầm nửa Phật nửa ma, Phật không thể độ tâm nhà khó khai. Trăng chẳng thấy vì mây che khuất, Phật không trông bởi bức vô minh. Phật không ở cách xa mình, tại mình chẳng thức tướng hình Phật ra. Mây mây cũng ráng mà mở mắt, đừng để cho mộng dắt đi sâu. Mộng thì tan chẳng còn đâu, dù cho mộng mấy đài lầu vinh quang. Tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chỉ cho nát thân tâm. Phải can đảm nhận đời lầm, quyết bình tĩnh dậy kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tạm. Đời vẫn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân không thật, vật đâu có thật, người luôn công giành vật đeo mang. Hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nồng nàn thương yêu. Đời tan hợp là điều khó tránh, thân mất còn là cảnh người đời. Trong khi còn mây tất hơi, nên lo giải thoát hỡi người thế gian. Chớ rằng bận lo toan việc thế, mà chẳng lo tìm kế thoát thân. Đến khi thấy mặt tử thần bảo, đừng nó chẳng hề đừng cho đâu. Phải tin trước khỏi câu hận tiếc, đợi nguy rồi mới biết muộn màng. Sớm tu thì sớm được an, chỉ tu mới cứu khỏi đàn trầm luân.
phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau. Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khói đỏa vào đường mây. Sớm tu được sớm cày sen báu, sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chớ để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian không chờ người, khó giữ tuổi thơ trẻ mày. Người khó ngăn niên đại già lần, khi già khó tranh chết thân, trẻ già chết ấy số phần người ta. Người hãy có sanh ra có từ, dù vua quan dân thứ như nhau, ấy là định nghiệp trần lao, từ xưa đã thế chớ nào mới đây. Trần là chỗ chôn thấy thiên hà, trần là nơi đại đọa sanh linh, chung quỷ nó vẫn phủ mình, mặc dù mình có tận tình thương yêu. Đau khổ vì đời nhiều vô số, rốt cuộc như nước đổ lá môn. Thân không một vật nào tồn, mà chỉ còn tội lỗi để hồn gánh mang. Kiếp rồi mới vừa tan xác đó, cái kiếp này cũng bỏ thân luôn. Nhưng mê đời vẫn không buông, biết bao giờ khỏi cái guồng tử sanh. Sanh đủ loại đủ hình bất nhất, tự nhiều phương nhiều cách nan phân. Dễ gì sanh được nhân thân, dễ gì tự được khỏi phần tham thế. Làm người được dễ về tiếng Phật, làm súc sanh khó được siêu thanh. Há không sớm biết ăn năn, để cho khỏi mất thiện căn con người. Người thu tánh người rơi cõi thú, người ác tâm người thủ ác đời. Nhân nào quả nấy người ơi, xin đừng để mất tánh người thiện lương. Người muốn được hồn nương cánh Phật, nên từ tâm như Đức Thích Ca, thương yêu tất cả người ta, cứu an thân sống cứu ra biển trần. Sớm khuya rạng ân cần tu niệm, thân tâm thường kiếm điểm tốt lành. Quyết lo lánh trước tâm thanh, lòng không để các lời danh làm cuồng. Giải thoát ấy cội nguồn trên hết, từ bi là công việc thường xuyên. Điều lành đem đặt trước tiên, việc cho người hoặc việc riêng cho mình. Tâm chi cô giữ gìn tinh khiết, hành động lo thi thiết nhân từ. Ngôn hành chân thật bất hư, nói như Phật bảo làm như Phật hành. Hành đạo có nhọc nhằn chẳng hoàng,
tu thân dù cay đắng không nao, ngày đêm đạo niệm thân cao, trao cho thân chánh trao sao đạo thành. Nếu chưa thật trọn lành trọn sang, sức công phu tinh tấn càng tăng. Núi nhân ngã phá cho bằng, rừng vô minh đốn cho tan không còn. Các vọng tưởng cho mòn cho giảm, các lỗi lầm cho trăng cho trơn. Hết ta còn một điều chân, không còn sợ các tánh trần chen vô. Trong tâm não mơ hồ đã sạch, ngày đêm luôn minh bạch quay lòng. Có đợi mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn. Chẳng còn sợ tâm sinh niệm quay, cùng hết lo vật ngoại làm mê. Tự do sống ở thác về thân, tuy cách Phật tâm kề đài sen. Gió tục khó tắt đèn trí huệ, bụi trần không mờ vẽ ngọc tâm. Đồng hay tình cũng không lầm, bởi mình được tự chủ tâm của mình. Trong biển ai sống tình khó nhận, đời bận nhớ không bận được lòng. Như là nước đã lọc trong, cố đêm khuây mấy cùng không nên bùng. Mà vô ngại lúc sống chung các giới, tự chủ khi sự đối mọi điều. Đạo màu là cái mục tiêu, trong đời dù phải uống chiều thế nào. Riêng mình ráng dồi trao đạo đức, với người lo ung đúc tu hiền. Xem mình với kẻ tương liên, cùng khai ngộ đạo cùng yên vui đời. Đạo không chỉ đổi hồi thắc mắc, mà đạo còn cứu lúc sống còn, cứu người khỏi cảnh héo von, khỏi thân đau khổ, khỏi lầm sợ lo. Đạo có bổn phận cho vui vẻ, nhà đạo không phải kẻ gây sầu. Chỗ mình hay chỗ nào đâu, đều đem ánh sáng đạo màu ra soi. Mình với kẻ đều coi bình đẳng, là hay quen cũng chẳng cách phân. Đồng ban lẽ thiện điều nhân, cho tâm cùng tốt cho thân cùng lành. Tu để giúp nhân sanh hữu phước, đạo để làm ngọn đuốc cho đời. Tu không phải để ngồi chơi đạo, không phải để làm nơi dưỡng nhàn. Đời càng loạn thì càng cần đạo, người càng hung càng báo nên tu. Đạo suy đời rối lu bù, tu thừa thất tất nhiều người ác gian. Đạo mở rộng đời càng sáng sủa, tu được nhiều người khổ bớt đi. Ấy là thật đạo từ bi, ấy là thật kẻ tu trì chánh chân. Cứu khổ chẳng chi hơn cửa đầu,
giải sầu không gì hiểu bằng tu đạo màu, chớ để cho lũ tu hành, chớ để cho mù mờ đi. Nên cố gắng phát huy việc đầu, nên dẻo dài nung nấu sự tu, phá tan cái kiếp gật gù cái lương đời sống âm u đê hèn. Đời trắng mặt nhưng đen lòng già, người vui ngoài mà khổ bên trong. Nếu câu nhân quả không thông, khổ tâm khó dứt đen lòng khó bôi. Đạo pháp rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thâm thì nở bớt gây. Những điều phước huệ lo xây cho vui hiện tại, sau này cũng vui. Biết rõ kiếp con người tạm giả, tạo ác chi cho quả thêm cay. Làm lành cho bớt quả tay, làm hung chỉ khiến thêm đài đọa thân. Giúp nhau sống tốt hơn làm chết, cho người vui hơn việc cho buồn. Người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lễ tuôn theo người. Khiến kẻ khóc mình cười đâu nở, làm mình vui kẻ khổ sao đành. Nên cho nhau được bình thanh, giữa mình với kẻ an lành như nhau. Đạo đức đối người nào cũng thế, từ bi không câu nể bắt nam. Tình thương rộng lớn bao hàm, mà chúng sanh đâu cũng chỉ làm một thôi. Giúp người được là vui hơn cả, không mong ai nghĩa trả ơn đền. Thấy ai té cũng đỡ lên, là tình của kẻ tiến trên đường lành. Tình nào rộng bằng tình đạo Phật, đức nào cao bằng đức từ bi. Nếu người đời chịu hành y, thế gian đâu đến đổi gì bi quan. Tình đạo Phật cứu an thiên hà, đức từ bi giải tỏa hồng trần. Làm cho định quốc an dân, làm cho những loại không hờn ghét nhau. Tình đạo Phật lúc nào cũng ấm, suốt cổ kim đã bám chất lành. Một đường tế độ chúng sanh, cảnh đời có đổi Phật tình không thay. Tình đạo Phật mấy ai được rõ, mới nhìn qua tường nó khô khan. Thật ra nó rất dịu dàng đượm đà, tình cảm ngập tràn yêu đương. Tình đạo Phật người thường ít có, có được rồi thấy nó cao siêu. Yêu đời khác thoái đời yêu, yêu siêu thoát chẳng yêu điều trầm luân. Tình đạo Phật chỉ chân chi mỹ, nó từ trong đạo lý mà ra. Nó không làm khổ người ta, lúc nào nó cũng chỉ là ban vui.
tình đạo Phật nếu người đều có, giữa người không làm khổ lẫn nhau, không gây ra cuộc máu đào, giúp nhau hạnh phúc, giúp nhau thái bình. Tình đạo Phật là tình bác ấy, chỉ có thương còn hại thì không, thương chung nhân loại đại đầm, thương đời sống khổ, thương lòng già mê. Tình đạo Phật không hề trao chát, độ sống như độ thác một niềm, nói thì làm chẳng để im, dù trong cảnh huống bị kìm kẹp bao. Tình đạo Phật xem nhau bình đẳng, giàu không bên, nghèo chẳng bỏ bê, chỉ lo cứu độ một bề. Người nhân ngã Phật chẳng hề ngã nhân, tình đạo Phật hơn trên tình thế. Yêu khắp nơi bất kể sắc màu, khách trần là kẻ trong lao, lòng thương cứu giúp làm sao cho lìa. Tình đạo Phật ngó về sanh chung, quyết làm cho ai cũng an vui, độ không bỏ sót một người, dù rằng phải chịu suốt đời hy sinh. Tình đạo Phật là tình chung thì, thời buổi nào cũng chỉ yêu đời, lòng người dù có xe lơi cũng lo cứu độ, không rời bỏ ai. Tình đạo Phật dẻo dai hơn cả, không bao giờ tan ra nữa chừng. Bánh xe luân chuyển chưa ngưng, còn ra ngăn chẳng dù rằng bao lâu. Tình đạo Phật rất sâu hơn biển, cao hơn non rộng diện khắp trời, cho nên dù trải muôn đời khối tình ấy vẫn như hồi ban sơ. Tình đạo Phật bao giờ người có, cõi ta bà chừng đó mới an. Nếu còn tình của thế gian thì còn đau khổ rối loạn khắp nơi. Tình đạo Phật cho đời hạnh phúc, tình thế gian tạo khúc ai bi. Cái siêu thoát cái đọa đài, còn ngờ chi nữa cứ sai tình đời. Tình đạo Phật vẫn tươi đẹp mãi, dù thế gian muốn cải cách nào, khó làm cho nó hư hao, chỉ làm cho nó sắc màu thêm tươi. Tình đạo Phật cho người hòa lạc, cả hồn linh lẫn xác thịt trần, nghĩ mình nghĩ đến tha nhân, cho tâm cùng lạc, cho thân cùng hòa. Tình đạo Phật gần xa bất chấp, đối đại đều ấm áp như nhau. Tình đời còn có thấp cao, chứ tình đạo Phật nơi nào cũng đồng. Tình đạo Phật vốn không giả dối, từ chân tâm ưng đối với người, lấy điều đạo nghĩa tốt tươi đặt trên hành động hoặc lời nói ra.
tình đạo Phật nếu mà được có, đời như thuyền gặp gió thổi xuôi. Không riêng lúc sống được vui, mà còn khi thác đầy mùi thiên liêng. Tình đạo Phật nối liền thiên hạ, chia khi vui, sớt sẻ khi buồn. Trong đời nó vẫn có luôn, dù đời người ghét hay thương mặt tình. Tình đạo Phật muôn hình thức khác, nhưng vẫn cùng động tác cứu nhân. Thương người như thể thương thân, giúp cho vật chất tinh thần an vui. Tình đạo Phật cho người phước huệ, lúc chiến tranh như thể lúc bình. Luôn luôn bên cạnh nhân sinh, bao nhiêu công việc tốt lành đem cho. Tình đạo Phật thương lo ba tánh, no thì vui, đói lạnh thì buồn, rối loạn lo gỡ cho xuống, lạc lầm lo chỉ cho đường được thông. Tình đạo Phật muốn không ai khổ, dù là người xứ sở Bắc Nam. Khổ đời khi sống không ham, khổ hồn khi chết đã không làm sao vui. Tình đạo Phật muốn người hướng thiện, tự bỏ đi các chuyện dữ dằn. Một lòng ngay thẳng làm ăn quỷ, rồi tự biết ăn năn tức thời. Tình đạo Phật cho người hiền đức, nguy cho an, khổ cực cho vui. Thơm tho hoa kho sánh mùi quang minh, ấm áp mặt trời dám so. Tình đạo Phật bao giờ cũng rồng, tha thứ người, cảm động cho người, giúp người với ý tốt tươi. Ơn không đợi trả và lời chẳng mong. Tình đạo Phật sạch trong đâu để, giữa đời mà tâm thể không nhớ. Tình đời rối tợ dò tơ, nhưng tình đạo Phật bao giờ cũng suông. Tình đạo Phật từ nguồn trí huệ, không giống như tình thế mê si. Tình trong các việc từ bi, không tình ở những điều gì ác gian. Tình đạo Phật mở đàn giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là thật khắc hữu tình, thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng. Tình đạo Phật nhắm chúng nhân loài, thương khắp cùng chẳng phải riêng ai. Tình trong chỗ tình không sai, thương trong chỗ cứu không gây hại người. Tình đạo Phật cho vui thì có, cho khổ đời thì nó vẫn không. Tình gieo khắp cả đại đồng, giữa mình với kẻ lạnh nồng có nhau. Tình đạo Phật người nào cũng có, bị tình đời làm nó mờ đi. Dần dần mất tánh từ bi, chỉ còn sanh khởi những gì hung hăng. Tình đạo Phật dù rằng khó được,
nhưng ráng khai cho phước huệ sanh, trước là mình được hiền lành, sau cho người khác trở thành thiện lương. Tình đạo Phật cùng thương cùng giúp, lúc an vui như lúc nguy nàng. Mình cùng người rất tương quan, lo dính thân sống lo an linh hồn. Tình đạo Phật càng khôn như một, nhìn vào ai cũng thốt từ bi. Muốn ai cũng có đạo nghi, muốn ai cũng được thoát ly tục trần. Tình đạo Phật cá nhân chẳng có, chỉ có tình đại độ quần sanh. Muốn ai cũng được hiền lành, muốn ai cũng khỏi quấn quanh khổ đời. Tình đạo Phật vì người mà có, tình ấy không riêng ngó về mình, cho nên nó rất quang minh. Dù rằng thường gặp muôn nghìn cấn gai, tình đạo Phật lâu dài chẳng đổi. Thương ba gia như cõi với cành, khổ thân mấy giả cũng đành khổ người, thì chẳng ân tình chút nào. Tình đạo Phật nơi nào cũng có, không bỡ giàu chẳng bỏ người nghèo. Thì thành như chốn treo leo, khối tình đạo Phật đều treo khắp cùng. Tình đạo Phật thì chung như nhất, chỉ độ tha đến mực cuối cùng. Khối đời dù có lắm ung, mắt nhà tế độ quyết không để mờ. Tình đạo Phật chuyển cơ nhi tác, tùy đời nhưng không lạc đường đời. Muốn đời khỏi biển chơi vơi, khi dùng tàu khói, khi dùng bè tre. Tình đạo Phật không lòe ai cả, giúp người là bởi giả thương người. Muốn người sống được an vui, muốn người thoát được khỏi đời trầm luân, tình đạo Phật là thân tất cả. Hùng muốn hiền hiền khá hiền thêm, cõi đời cùng tạo ấm êm, không ai chuốc khổ gây hèm với ai. Tình đạo Phật kéo dài hạnh phúc, người như mình cùng một tâm cơ. Gian lao chẳng muốn bao giờ sướng vui, là biết đợi chờ từ lâu. Tình đạo Phật không câu chấp kè, cùng muốn không bị lẻ nhỏ nhoi. Tấm gương bác ái rộng soi, cho người nào cũng đồng nói lòng lành. Tình đạo Phật trường thành khó vi, rộng giường bao bền bị giường bao. Tình đời thường bị xiến sao, nhưng tình đạo Phật một màu tự nhiên. Tình đạo Phật bạc tiền khó đổi, tình ấy không vì mỏi dục trần, mà là vì đâu muốn dân, cho nên vui vẻ hiến thân cho đời. Tình đạo Phật khắp nơi đều có, lấy tình phàm tìm nó không ra.
Nếu dùng tâm niệm Thích Ca, người sang hèn cũng đều là hiểu thông, tình đạo Phật vẫn không điên lời. Mà vốn tình liên đới nhân sanh, tình trong vạn sự yên lành, không tình ở chỗ tạo sanh khổ đời. Tình đạo Phật không rời nhân loại, rất biết rành những cái khổ vui. Thấy người khổ già không nguôi, cho nên rất muốn mọi người thành thơi. Tình đạo Phật tình vui hơn cả, vì lẽ không có già riêng tư. Khối tình chân thật bất hư, xem người nào cũng bằng từ thiện tâm. Tình đạo Phật tình cầm chắc chắn, dù sang hèn cũng chẳng đổi thay. Nguyện lành dần một không hai, chết thân cũng chịu, đọa đài cũng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lợt, đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương. Tình thương dù kẻ không tường, cũng không hề chán ở trên đường độ sanh. Tình đạo Phật lợi danh khó chuộc, thương người không vì buộc mà thương. Giúp người do tánh yêu đương, không do mưu lợi cho đường hậu lai. Tình đạo Phật với ai không bò, độ được thì cứ độ liền khi. Khối tình của tánh từ bi khác hơn tình thiếu lương tri của đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, tất nhiên là chỗ đó rất hoàng. Ở ăn đúng đạo người ta, ít nghe thấy việc xấu xa đê hèn. Tình đạo Phật không ghen ghét lần, mà chỉ thay tánh giận làm vui. Thư tha hơn cô chấp người đắng cay, đổi lấy ngọt bùi cho nhau. Tình đạo Phật sắc màu bất chấp, thân mến không hề cách biệt ai. Muốn cho khắp cả nhân loài, xem nhau như thể chân tay ruột rà. Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng, rất muốn không ai nặng nhẹ ai, cùng tương trợ chẳng hiếp đại. Dù rằng người ấy ở giai cấp nào, tình đạo Phật đậm bào rất mến, mà còn thương rộng đến nhân loài. Chúng sanh ai cũng như ai, muốn đồng được bước ra ngoài khổ lao. Tình đạo Phật đời nào hết được, nếu loại người còn cuộc gian truân. Cho nên tự giảng cổ nhân, mảnh tình đạo Phật đã từng gieo ra. Tình đạo Phật tình ma chẳng giống, Phật an dân ma động loạn dân. Nên tình đạo Phật có nhân, còn tình ma quỷ không ân nghĩa gì. Tình đạo Phật chết đi không đổi, tình đời chưa chia vội đem thay. Tình đời chẳng nghĩ ngày mai, nhưng tình đạo Phật lâu dài biết lo. Tình đạo Phật hẹn hò cõi Phật,
không hứa suông tạm vật ta bà. Cái tình ấy rất sâu xa, mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tình đạo Phật rất im mà đồng, đồng vì người chẳng mong vì mình. Tình trong khổ thảm nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thể rằng cứu thế, thể cứu luôn bất kể thời gian. Tình đời còn có thể tan, nhưng tình đạo Phật như tràng sơn lâm. Tình đạo Phật như tầm rút ruột, ăn của người bao bọc cho người. Miếng người được ấm được vui, chết đi cũng chẳng ngẫm ngùi nợ xưa. Tình đạo Phật rước đưa tới chỗ, không nửa chừng ruộng bỏ một ai. Đường đi cực lạc bao ngày, cũng nguyện đưa đến không nài gian nguy. Tình đạo Phật trong kỳ mạt pháp, tình ấy càng rộng gấp muôn xưa, mới là phù hợp thời cơ. Nếu không thể chỉ là mơ đêm dài. Tình đạo Phật càng say càng to, khác tình đời càng mó càng lu. Nếu là thật kẻ chân tu, môi tình ấy chẳng phúc nào rời xa. Tình đạo Phật đúng là tình Phật, yêu đời mà không mắc trong đời. Luôn luôn với tánh siêu vời, dạch đường giải thoát cho người cùng thông. Tình đạo Phật rộng không thể lường, rộng hơn điều tưởng tượng của người. Không riêng rộng cuộc sống đời, mà còn rộng đến ngày mới linh hồn. Tình đạo Phật trong tôn hai mặt, về phần hồn di xác thân sinh. Muốn cho cùng được tinh minh, thân sinh không khổ, hồn linh không đại. Tình đạo Phật muốn ai cũng sáng, không muốn ai mù quáng dại ngu. Cho đời là cảnh lao tù, gỡ cho ra khỏi không câu trói vào. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, tình trong đời chẳng dính theo đời. Dù đời xuôi ngược lưng dơi, nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch bàn. Tình đạo Phật sớt sang đạo cà, cho người đời khổ qua hết gieo. Đường lành cùng một nhịp theo, tâm mê muội hết thân nghèo khổ tan. Tình đạo Phật sẵn sàng tế độ, dù cho thân gian khổ đến đâu. Ngày giờ dài ngắn bao lâu, không thay đổi giả chẳng nao núng lòng. Mà tình đạo Phật từ trong tánh thiền, khác hơn tình ngoài miệng thế gian. Lúc nguy như lúc bình an, vẫn là giữ vẹn một đàn thị chung. Tình đạo Phật chỉ dùng nhân ấy, không làm điều ngược trái lương tâm. Quỷ không để giả nghĩ thầm lừa, là việc quỷ đem làm thật ra. Tình đạo Phật chẳng pha tình tục, đời khuấy bao không đục được lòng.
tịnh mà sự thật là không, nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ấy, không bị ràng buộc cái phàm duyên. Tình đời còn bí cuồng điên, nhưng tình đạo Phật không phiền lụy đâu. Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, mà nêu khởi tâm phù hiệp Phật trời. Lời đời chẳng có hại đời, thì tình đạo Phật ở bên người chẳng xa. Tình đạo Phật như là tình mẹ, muốn con nên chẳng để con hư. Nếu con chỉ hiếu chỉ từ, mẹ càng không thể nào rời bỏ con. Tình đạo Phật vẫn còn mãi mãi, dù trải bao biển hải tan điền, không làm tình Phật đảo điên, chỉ làm thêm nặng đạo duyên với đời. Tình đạo Phật giữa thời mát hà, thâm nhập trong tất cả nhân sanh, khiến đời đổi dữ ra lành, quyết làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc đen khó nhùm, dù thế gian muôn ôm cách nào, khó làm tình ấy tiêu hao, chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần. Tình đạo Phật vì dân vì nước, làm sao cho khỏi cuộc tai nạn, đâu đâu cũng được hòa an, không nghe tiếng khóc lời than bất bình. Tình đạo Phật háo sanh vô tận, không muốn ai gây hận với ai. Cố nhiên mình chẳng nghiệt cay, với người nào cũng ưu hoài thiện lương. Tình đạo Phật chủ trương giải thoát, hay cho thân mình cho các nhân gian. Không tình trong cảnh buộc ràng, nên cần đem nó làm lan rộng nhiều. Tình đạo Phật chỉ siêu không đọa, vì nó không lan trả như đời. Nhưng đâu phải bấy nhiêu thôi, mà là còn cứu vớt người trầm luân. Tình đạo Phật yêu thân yêu chung, yêu chánh đường chẳng dũng tà tâm, nên tình yêu ấy không lầm đáng, cho người ráng quặng thâm xa gần. Tình đạo Phật là nhân là nghĩa, chỉ gieo lành chẳng tỉa giống hung. Khối tình ấy rất thị chung, mưu đời không thể nào dùng làm tan. Tình đạo Phật mến mang khắp cả, rộng vượng bao thiên hạ khó lường. Khổ còn ở khắp mười phương, thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài. Tình đạo Phật thấy ai không bỏ, dù rằng là kẻ đó bất lương, cũng đem lòng nghĩ xót thương. Tùy phương tiện cứu khỏi đường tội mây, tình đạo Phật khen chê chẳng có. Lành dữ là sự đo đáng phân, khen chê chưa phải là nhân dữ lành, mới chính là cân diêm phù. Tình đạo Phật trí ngu bất
luận, hễ là người thì sẵn lòng thương. Chưa tưởng lo giúp cho tường, còn mấy lo chỉ cho đường giải mê. Tình đạo Phật chợ quê bình đẳng, hèn như sang lòng chẳng cách phân. Nghĩ rằng mang cây xác thân thì ai cũng phải khổ trần như ai. Tình đạo Phật nhìn ngay nghiệp thế, biết đời này đến cái đời sau. Chơi son tức dinh đỏ màu hùng hào, sẽ bị hùng hào khỏi đâu. Tình đạo Phật không cầu của tạm, chỉ muốn xa khỏi cảm bẫy đời. Dù đời cám dỗ lắm nơi, không bao giờ để cho rơi lọt vào. Tình đạo Phật muốn mau giải khổ, khổ riêng mình khổ cả thế gian. Thế nên coi tạm không màng, dù cho tài sắc ngọc vàng muôn xe. Tình đạo Phật dù đè vơi búa, cũng không làm trầy trũa chút nào. Càng nhiều đúng chạm gian lao, càng làm tánh đạo dồi dào tốt tươi. Tình đạo Phật vẹn mười ý thiền, không thể nào bị nghiện tánh đời. Dù đời có đủ trò chơi, cũng không thể khiến rụng rời Phật tâm. Tình đạo Phật muôn năm vẫn tỏ, tỏ đến khi không có bóng đen. Nếu còn sông thác úa hèn, thì tình ấy vẫn còn chen đổ điều. Tình đạo Phật muốn tiêu khổ chung, hy sinh bao lầm cũng ưng vui. Miễn sao cứu vớt được người ấy, là ý nguyện từ hồi xưa lâu. Tình đạo Phật rộng sâu vô tận, gặp gian truân chẳng hận một ai. Chỉ vui cứu độ muôn loài, từ đau khổ được ra ngoài an vui. Tình đạo Phật ngược xuôi cùng mặt, thương chúng sanh cầm chắc một lòng. Giúp đời rất biết gai trong, nhưng vui vẻ giúp vẫn không nản tình. Tình đạo Phật vốn sinh trong thế, bởi thế gian liền kể khổ lao. Cho nên tình ấy càng cao, cao không thể lấy thước nào ra đo. Tình đạo Phật muốn phó sách đề, nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên. Mảnh tình ấy rất thiêng liêng, yêu thương người chẳng luận miền quê nào. Tình đạo Phật phủ bao thiên hà, với niềm thương như dạ nghiến thai. Chăm lo thận trọng từ ngày không, vì cho mẹ vì hài nhi con. Tình đạo Phật từ non chi biển, không chỗ nào chẳng hiện rõ tình. Tình nơi siêu thoát chánh minh, không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng. Tình đạo Phật tình năng hộ trợ, xưa nay không hề sợ nguy nan. Vì tình thật cứu nhân gian, cho nên dám chết để đàn sao vui. Tình đạo Phật cứu người là phần,
lòng từ bi đã dẫn từ xưa, dù ai nghi kỵ ngăn ngừa tự nhiên nó cũng tìm đưa đến người. Tình đạo Phật vui tươi bổn nguyện, muốn cho ai cũng thiện như ai. Người sanh trong thế giới này nên thương chớ ghét dù giai cấp nào, tình đạo Phật không sao tắt được. Nếu đời còn trong cuộc khổ đau, không phân là kẻ nghèo giàu, vẫn thương vẫn giúp như nhau một nhà, tình đạo Phật vị tha là gốc. Cho nên vui hiến cuộc đời mình, miễn là cứu được nhân sinh, quán chi đời sống của mình nọ kia. Tình đạo Phật khổ chia vui sớt, tình không riêng bùi ngọt cho thân. Từ phương xa đến nơi gần, nó đều thường trực bên thân mọi người. Tình đạo Phật không lời việc phước, thấy phải thì sân sước làm ngay, dù cho muôn đắng ngàn cay, xem như gió bụi mỗi ngày đi ra. Tình đạo Phật vẫn là tình thật, dù gặp muôn dối gạt của đời, trước sau vẫn một mà thôi, không vì người dối gạt rồi dối theo. Tình đạo Phật gắn keo với Phật, tình đời không thể rứt rời ra. Tuy là trong cõi người ta, mà tình ấy vẫn trên tòa Như Lai. Tình đạo Phật càng dài càng thâm, khiến cho lòng càng ấm càng vui. Đổi đời trái ngược ra xuôi, bắc nam đâu cũng đầy mùi từ bi. Tình đạo Phật từ khi vô thì vẫn là tình tri kỷ của đời. Thấy đời sông cảnh chơi vơi, khiến tình đạo Phật càng khơi thêm nồng. Tình đạo Phật tình trong đại lộ, không phải tình gây khổ chúng sanh. Nên tình luôn được cao thanh, trước sau vẫn một niệm lành thiêng liêng. Tình đạo Phật vì miền hạ giới, diệu dụng ra đủ mọi hình hài. Miếng đời sạch bụi trần ai, dù thân lăn lóc bao ngày cũng ưng. Tình đạo Phật trong chân chánh đạo, khác hơn tình tà giáo trong đời. Cho nên chẳng chút lạ lơi, mặc dù chúng đụng với người trần gian. Tình đạo Phật trái ngang dẫu gặp, không đổi tình cố đạp lướt qua. Để mà đổ khắp người ta, từ vòng ma quỷ bước qua Phật thần. Tình đạo Phật cựu tân như một, thời đại nào cũng tốt lành luôn. Khó làm cho nó quay cuồng, dù đời khoa học đến phương thế nào. Tình đạo Phật xét vào căn bản, không chấp nơi hình dáng bề ngoài. Xét từ xưa đến ngày nay, tử sanh bệnh lão vẫn đài khổ dân. Tình đạo Phật thấy thân người khổ, lòng đau như búa bổ kim châm.
ngày đêm không ngớt suy tầm cứu sanh chung khỏi còn lâm tai nạn, tình đạo Phật thênh thang trời đất. Phủ che không bỏ sót một ai, nhưng không mấy kẻ đoái hoài khiến tình ấy phải còn dài thời gian. Tình đạo Phật bát vàng chẳng chuồng, chỉ quý nơi tư tưởng cao thanh. Đưa người đến chỗ tốt lành, đem người phàm tục đổi thành Phật tiên. Tình đạo Phật ác duyên chẳng tàu, vì muốn không bị đạo điên đời, muốn luôn luôn được thanh thơi, từ thân giả tạm đến nơi linh hồn. Tình đạo Phật dạy khôn như một, vẫn coi nhau đồng lớp con người. Sống trong ba cái tất hơi, mà còn gánh chịu khổ ở đời muôn thiên. Tình đạo Phật tự nhiên yêu rồng, không phải vì mong đồng nọ kia. Thế gian sự khổ chưa lìa khối, tình ấy vẫn còn chia sớt hoài. Tình đạo Phật cõi này còn mãi, nếu chúng sanh chưa giải nghiệp sầu. Bất kỳ núi thẳm rừng sâu, tình kia dù tốn bao lâu cũng tìm. Tình đạo Phật trọn niềm thiên hà, mặc dù ai có giả phụ phàng, vẫn lo cứu giúp thế gian. Kiếp này có thác thì hoàn kiếp sau. Tình đạo Phật ngọt ngào vô tận, đối với đời luôn nhận luôn tha. Tình như tình mẹ tình cha, dù là sông biển khổ mà đỏ so. Tình đạo Phật muốn kho sách tả, như chỉ là viên đá trong non. Nói hoài tình ấy vẫn còn, từ ông cho đến cháu con chưa cùng. Tình đạo Phật nếu chung nhau có, đời đấu sanh tai khổ dậy đầy, khổ nào cũng giải quyết ngay, như là ngọn gió thổi mây tan tành. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Văn giáo lý phần tình đạo Phật của ngài thánh sĩ. Lại nữa, tình đạo Phật nếu chung nhau có, đời đâu sanh tai khổ dây đầy. Khổ nào cũng giải quyết ngay, như là ngọn gió thổi mây tan tành. Tình đạo Phật chúng sanh ráng tập,
tuy khó làm nhưng rất hiệu linh, nếu như được có Phật tình bao nhiêu đau khổ người mình tan đi. Tình đạo Phật từ bi là gốc tương đời, nhưng chẳng bọc theo đời. Thương đời dịch rõ tanh hôi, không thương che thói đời rồi đọa thân. Tình đạo Phật độ dân là chủ, không vì tình của thú dục riêng. Thật là tình của siêu nhiên, dù lăn lóc mây chẳng nghiêng ngửa lòng. Tình đạo Phật chẳng tầm ý thế, thường chỉ dùng quyền để giải oan. Đôi khi như nhuộm trần gian, thật ra đó chỉ là mang áo màu. Tình đạo Phật trước sau tự chủ, dù cho đời quyến rũ mọi phương, không làm cho ý vấn vương, chỉ làm nung sức mở đường thoát ly. Tình đạo Phật chỉ quy về Phật, quy cho mình quy khắp nhân sanh. Bỏ thân mấy bận cùng đành nguyện, không hề để quy mình theo mang. Tình đạo Phật thiết tha giải thoát, cho hồn linh cho xác thân trần, cho mình cho cả muôn dân, ví dụ là phải gian truân cách nào. Tình đạo Phật vì bao thiên hạ, dám hy sinh tất cả cuộc đời, độ người đến phúc tắc hơi, tượng trưng tình ấy là đời Thích Ca. Tình đạo Phật có ta có chúng, mình biết đau người cũng biết đau, nên lòng hằng biết thương nhau, không gây tạo những điều nào bất nhân. Tình đạo Phật thọ ân lo đáp, làm phước không nôm nốt mong đền, miễn là giúp kẻ được nên, miễn là ân nghĩa trả đền cho xong. Tình đạo Phật thật không vị kỳ, mà thường là chủ ý vị tha. Dám liều chết cứu người ta, bất kỳ người ấy ruột ra hay không. Tình đạo Phật chỉ mong giải khổ, muốn không ai còn chỗ gian lao, dù người ấy ở cấp nào cũng đồng an lạc như nhau một đàn. Tình đạo Phật là thương tất cả, bất luận người quen lạ cũng thương. Chỉ cho người việc thiện lương, không bao giờ tạo oán ương cho người. Tình đạo Phật vẫn vui vì nghĩa, ai nghi nan xoay xỉa chẳng buồn. Tu hành cứ tiến đến luôn, cho thân khổ hết cho cuồng nghiệp tiêu. Tình đạo Phật thuấn yêu khó sanh,
bởi nó còn thêm tánh thoát trần. Ngoài điều hạnh phúc đương thân, còn lo giải thoát cho phần hồn linh. Đảnh đạo Phật quang minh vô tận, không như tình đời vẫn u minh. Mình tình lo cứu sanh linh, khác hơn tình khiến linh đinh người đời. Tình đạo Phật như lời đã nguyện, cứu chúng sanh là chuyện trước tiên. Thì chúng vẫn giữ ý nguyện cứu thân đau khổ, cứu phiền não tâm. Tình đạo Phật không hâm vẫn nóng, dẫu rằng trong làng sông văn minh, vẫn là thương xót nhân sinh, thấy ai cũng bị chết rình bên lưng. Tình đạo Phật là chân cứu khổ, cứu chúng sanh đến chỗ tổ cùng. Luôn luôn có thì có chung, dù sanh chúng chẳng hiểu lòng từ bi. Tình đạo Phật chỉ vì tâm đạo, không vì trò hư ảo của đời. Nếu người tâm đạo không lơi, thì tình Phật chẳng hề rời người đâu. Tình đạo Phật không cầu vẫn giúp, giúp thiện tâm giúp bậc hiền gia, giúp người để giúp người ta, giúp người vì muốn rộng ra giống từ. Tình đạo Phật chỉ ư tình ngộ, muốn cho người tìm lộ siêu sanh. Cõi đời là chốn đua tranh, nhưng hơn thua mấy cũng thành bụi trôi. Tình đạo Phật mong cho giấy nàng, nạn mình hay bất hạn người nào, nạn nay hay nạn về sau, cùng lo cứu cả dù bao công trình. Tình đạo Phật cứu mình cứu kẻ, cứu tự vong cứu lẽ sanh tồn, xác hồn đều rất trong tôn, tùy phương giúp cả hai tròn cảnh vui. Tình đạo Phật chẳng lùi việc phải, vui vẻ làm cả thải sự lành. Hoàn toàn nghĩ đến nhân sanh, không bao giờ thu lợi danh riêng mình. Tình đạo Phật là tình chung cả, chỉ gieo vui chẳng già gieo buồn. Với ai cùng muốn tốt luôn, dù người ấy có ghét thương thế nào. Tình đạo Phật tuy cao chẳng ngào, vì tình trong ly đạo đăng bình, coi mình như cả nhân sinh giúp người, mà chẳng có tình gì riêng. Tình đạo Phật thiêng liêng vô tận, cổ như kim đều vẫn tinh anh. Đời lành thì nó cũng lành, đời hung dữ nó cũng tình thiện lương. Tình đạo Phật không cương giới đoàn, nhưng chỉ tình cứu độ mà thôi. Tình trong ý nghĩa tuyệt vời khác
hơn tình của người đời bận nhớ. Tình đạo Phật bao giờ cho mạng, nếu đời chưa hết đoạn đau thương. Người còn khổ nợ còn vương, cứu người cho đến sạch đường bi ai. Tình đạo Phật mỗi ngày mỗi thâm, thâm trong tâm hơn tâm vải ngoài. Mối tình càng thâm càng sai, sai nhiều muốn đổ trần ai thêm nhiều. Tình đạo Phật trong liêu tự có, nhưng ngoài phường phố nó cũng đầy. Với ai nó cũng thảo ngay, không bao giờ muốn cho ai mất lòng. Tình đạo Phật cảm thông tất cả, nước cùng thân mà đã cùng thông. Tùy duyên tùy cảnh tùy lòng, dùng nhiều phương tiện gieo trồng từ bi. Tình đạo Phật vốn quy chánh đạo, giúp chúng sanh hết đau điên đời. Làm người hạnh phúc kiếp người, kiếp người khi mãn an vui Phật đài. Tình đạo Phật lâu dài vô tận, tình an vui không vấn âu sầu. Bất kỳ kẻ ở nơi đâu, có tình ấy được hết câu nào phiền. Tình đạo Phật chẳng nghiêng đâu cả, mà tình bao trùm qua địa cầu. Không phân biệt chỗ nào đâu, khổ thì lo cứu bất câu sắc màu. Tình đạo Phật phạm nào sanh được, dân cũng tình mà nước cũng tình. Tình trong lợi ích chúng sinh, tình cho thiên hạ chẳng tình cho thân. Tình đạo Phật quy thần kinh mạch, vì tình siêu sự vật phàm phu. Tình làm cho hết kẻ ngu, tình làm cho hết người tù tội thân. Tình đạo Phật tình chân lý thật, tình ở trong chánh giác xuất khai. Nên từ xưa chỉ những nay, khối tình ấy chẳng bị ai làm mờ. Tình đạo Phật chớ ngơ rất uồn, nhìn kỹ xem đường hướng thấy nào. Nó không đề hạ người nào, mà là nó chỉ nâng cao mọi người. Tình đạo Phật hoa tươi khó sanh, đẹp hơn hoa, thiện tâm hơn hoa. Biết yêu nó hết đọa xa khác hơn, là thứ yêu quá tầm thường. Tình đạo Phật khá nương chớ bò, nương thì vui bỏ nó thì sầu. Nếu người ở khắp quang cầu có tình đạo Phật thì đâu khốn nàng. Tình đạo Phật mở đàn sáng sủa, đọa được xíu còn khổ được vui. Tình làm hòa hảo con người, không tình trong cảnh khiến đời hờn ghen. Tình đạo Phật
như đèn sáng tỏ, ấm áp như lửa đỏ đêm đông. Lửa vì ba tánh mà sống, đèn vì thiên hạ mà trong đêm ngày. Tình đạo Phật xưa nay vẫn mát, khiến người vui khiến tắt lửa lòng, héo xào khiến có trái bông tự sanh, khiến được khói vòng trầm luân. Tình đạo Phật chưa từng bội nghĩa, ở với người giữ lẽ thị chung. Độ thân đến lúc cuối cùng, độ hồn đến lúc thông dung Phật đài. Tình đạo Phật càng ngày càng rộng, thương giúp người bất luận bắc nam. Từ bi công việc chẳng nhàm, cứ khuyên đạo đức cứ làm hiền lương. Tình đạo Phật bình thường vẫn đầm, lúc nguy nàng càng thâm mạnh hơn. Người sơn tình Phật chẳng sơn, đời càng đau khổ lòng nhân càng nhiều. Tình đạo Phật tình siêu tục lụy, trong đời mà không bị nhiễm đời. Mạnh tình có khắp mọi nơi, khiến người giác ngộ khiến người an vui. Tình đạo Phật tuy người cảm hóa, dung hòa trong tất cả nhân sanh, cho ai cũng được tốt lành, cho ai cũng được tính thành Phật môn. Tình đạo Phật vẫn tồn tại mày, thời đại nào những loại cũng cần. Nó làm hòa nhã muôn dân, nó làm sáng đẹp tinh thần người ta. Tình đạo Phật nếu mà biết được, sẽ thấy mình hạnh phúc vô cùng. Không đeo nghiệp lúc lâm chung, không gây tội lúc sống trong cõi đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, nơi ấy dù nghèo khó cũng vui. Người nào cũng biết thương người, nhà nào cũng thấy tốt tươi thuận hòa. Tình đạo Phật không xa dân chúng, khổ cùng chia, vui cùng cùng chia. Thiên đường thì cũng cùng về, ví dụ địa ngục cũng kề bên nhau. Tình đạo Phật người mau có được, tất là mau khỏi cuộc đau sầu. Tình đời càng vững dương lâu, những điều thông khổ càng bâu kéo nhiều. Tình đạo Phật rộng yêu rộng độ, yêu mọi người độ khổ mọi người. Muốn cùng hưởng cảnh tốt tươi, muốn cùng khỏi kiếp con người trầm luân. Tình đạo Phật chẳng ngưng thiện sự, tại gia lành nam tử cũng lành. Lợi dân phước chung cứ hành, không hề quên cái chân tình từ bi. Tình đạo Phật chẳng gì mua được, đối với đời sao trước một niềm.
tình đời tìm cố tìm kiếm, nhưng tình đạo Phật chỉ tìm chúng sanh. Tình đạo Phật lợi danh chẳng mến, dù lợi danh dù quên thế nào, từ xưa nay vẫn một màu khôi. Tình ấy đặt chỗ nào cũng nguyên, tình đạo Phật ý nguyện giữ vững, ở đời không làm bẩn người đời, giúp đời cũng được thành thơi. Sau khi thác mất như nơi sống con, tình đạo Phật người non nước một. Đông Tây Hòa Nam Bắc cùng chung, thật lòng tương trợ đến cùng, trợ thân an lạc trợ hồn siêu thăng. Tình đạo Phật chỉ tăng chẳng giảm, còn người mê còn cảm quá luôn. Riêng mình lao ly chẳng buồn, chỉ buồn cảnh khổ vẫn vương người đời. Tình đạo Phật nếu thời nào thành, thời ấy người đức hạnh nhân từ, nhà nhà lạc nghiệp an cư, ít người trộm cướp, ít người bận nhớ. Tình đạo Phật lui mờ mỗi lúc, là mỗi tăng những phúc khổ đau. Giữa người ít biết thương nhau, nhà gây rối mãi nước xào xáo luôn. Tình đạo Phật bắt nguồn từ thiền, phước lợi dân chẳng khiến hại dân, cho nên đời cứu đời tân mối. Tình đạo Phật rất cần sanh sôi, tình đạo Phật tôi bồi đầy đủ, mỗi người đều tự chủ được mình. Không làm mất tánh công minh, không làm hư hỏng tâm tình thiêng liêng. Tình đạo Phật não phiền cõi mở, mình cùng người chung gỡ gút mây. Nghiệp mê dòng ác không gây, đã gây thì hối, chưa gây thì ngăn. Tình đạo Phật càng tăng càng phước, những tình đời càng buốt càng mê. Nếu người coi Phật muốn về, nên tăng tình đạo chứ mê tình đời. Tình đạo Phật người ơi chớ lạc, sang hèn vì cũng tạc ghi lòng. Cho tâm trần sớm được trong, cho đường trần sớm được thông Phật đai. Tình đạo Phật chớ hoài nghi nó, xem chân tình chớ ngó ngụy tình. Thật tình đạo Phật rất xinh, thật tình đạo Phật quang minh vô cùng. Tình đạo Phật đem dung hòa khắp, mơ những tâm tư thiên chấp đều không. Rất là bình đẳng chánh công đại đồng, ái hộ đại đồng sự phân. Tình đạo Phật chữ nhân đặt trước, tìm cách tha hơn buộc tội người. Thấy ai quấy việc quấy lời, nên khuyên nên thứ chẳng cười chẳng chê. Tình đạo Phật một bề đạo nghĩa,
Ai ghét chế mãi mẹ mặt tình, trong lòng cứu giúp nhân sinh, giúp người mà chẳng tưởng mình giúp ai. Tình đạo Phật dồi mài chung thì, dân tâm hòa thiện lý cũng hoàn. Nghiệp nơi mình chẳng sanh ra, tội cùng người khác cũng là hết đi. Tình đạo Phật chỉ duy thiện sự, hoàn cảnh nào cũng cứ làm lành. Lành mình lành cả nhân sanh, cảnh lành chỉ đến tâm tình lành luôn. Tình đạo Phật nếu muốn người có, không còn ai ở khó với ai. Đêm đêm cửa chẳng cần gai, người đầy vui vẻ, người đầy ấm no. Tình đạo Phật chúng lo tất cả, phước cùng chia tay quả cùng che. Giữ lành cùng báo nhau nghe, thật tình chẳng có màu mè ngoài môi. Tình đạo Phật người đời ít hiểu, khi hiểu rồi sẽ chiêu mến ngay, bởi vì nó chẳng phụ ai mà ai, nó cũng giảng lai đổ điều. Tình đạo Phật thương yêu quán đại, vì đổ đời chẳng ngại gian nguy. Đổ đời vi tánh từ bi, danh gì cũng chẳng lợi gì cũng không. Tình đạo Phật ước mong người có, để cuộc đời đây đó yên lành, sớm làng hết kẻ lưu manh, nước nhà cũng chẳng còn sanh tai nạn. Tình đạo Phật chỉ mang phước huệ, quả hại không hề để cho ai. Thấy người khổ quyết cứu ngay, thấy người vui quyết giúp dài lâu vui. Tình đạo Phật muốn xuôi thuận cả, không muốn ai gây họa với ai. Giúp nhau vui sống lâu dài, giúp nhau cùng khỏi đọa đài trần gian. Tình đạo Phật mở đàn về Phật, cứu chúng sanh hết kiếp luân hồi. Nhưng mà cũng mở cuộc đời, cho người hạnh phúc, cho người tự do. Tình đạo Phật vui cho thiên hạ, thiên hạ cần sẵn và giúp cho. Bất kỳ công việc nhỏ to, lúc nào cũng tận tâm lo cho đời. Tình đạo Phật thương người là vốn, thương ấy đem hành động ra ngoài. Để cho ba tánh nhờ ngay, nhờ trong khi sống nhờ ngày chết đi. Tình đạo Phật không khi nào vui, cứu giúp đời thật mỗi từ tâm. Vì dầu đời có tưởng lầm cũng vui, chớ chẳng lấy làm trách ai. Tình đạo Phật liên dây ba tâm, khổ hay vui mọi cảnh không rời. Vui thì giúp mãi vui tươi, khổ thì giúp sớm được rời khổ đau.
Tịnh đạo Phật thời nào cũng thiện, thiện tâm tứ thiện đến hành vi. Quý người châu ngọc chẳng bì, kính yêu người chẳng hề khi rẻ người. Tịnh đạo Phật luôn vui cứu độ, cứu khổ thân độ khổ tâm hồn. Sống tôn mà thác cùng tôn, đối cùng những loại xác hồn đều thương. Tịnh đạo Phật theo đường Đức Phật, đưa chúng sanh đến mức tuyệt vời, không còn mê lụy trong đời, cũng không còn tạo nghiệp nơi hồng trần. Tịnh đạo Phật muốn dân tỏ ngộ, sống như nhau cùng độ lẫn nhau. Không phân người cấp giai nào, cũng không luận đến nghèo giàu làm chi. Tịnh đạo Phật mê si pha trước, để cho người cùng được giác tâm, hối đi những sự đã lầm, chừa đi những việc sắp làm lỗi sau. Tịnh đạo Phật người nào cũng độ, mê giải mê còn ngộ thêm thông. Giác đời rõ ly có không, để cho thấu đáo cõi hồng là chi. Tịnh đạo Phật không ly kẻ thế, bởi thế gian còn hệ tự sanh. Và còn thiếu tánh hiện lành, cho nên đạo Phật khối tình còn to. Tình đạo Phật ai dò thấu đằng, biết khác hơn người đoán thượng tình. Tình đây đại thiện đại minh, lo người hơn việc lo mình dư muôn. Tình đạo Phật luôn luôn bắt ai, thương đại đồng chẳng phải thương điên. Muốn cho ai cũng bình yên, muốn cho ai cũng lương hiền như nhau. Tình đạo Phật trần lao gội rửa, sanh sống thanh bạch giữa cõi đời. Phấn người đối xử vẹn nơi, mà không để bị tình đời trói trăng. Tình đạo Phật rất năng độ chúng, từ thời xưa lâu cũng như nay. Độ không chừa bỏ một ai, dù là người đó ở giai cấp nào. Tình đạo Phật không bao giờ cạn, cổ kim luôn lay láng ruộng đời. Thấm nhuận tất cả mọi nơi, khiến tươi đời sống, khiến vui tấm lòng. Tình đạo Phật từ trong bí nguyện, còn tình đời từ biển dục tâm. Tình đời càng dướng càng lầm, nhưng tình đạo Phật càng thấm càng màu. Tình đạo Phật có đâu phải dễ, có được rồi chớ để mất đi. Riêng mình cố gắng duy trì, đồng thời khuyến kẻ khác quy hướng cùng. Mà tình đạo Phật nên tung ra khắp, để giống mê không mọc thêm ra. Tình lòng tất cả người ta, biết đâu xiềng xích đâu là tự do. Tình đạo Phật muốn cho giải thoát,
giải thoát đường sống chết hồng trần, nhất là giải thoát khổ thân cho mình cho kẻ hết cơn đọa đày. Tịnh đạo Phật nay mai lo cả ăn trái còn chừa qua để mai, biết lo thân sống hiện nay mà còn lo đến ngày mai thân tàn. Tình đạo Phật thế gian không cảm, nhưng chẳng hề lãnh đạm với đời, sẵn sàng giúp ích mọi nơi, giúp đời cho đến thở hơi cuối cùng. Mà tình đạo Phật biết dung thứ rồng, rồng dung nhưng chẳng phong tâm trần, dung người do cái lòng nhân, dung người để cảm hóa thân tâm người. Tình đạo Phật rất vui việc nghĩa, cũng rất vui trao trịa tánh lành, nghĩa làm mà chẳng xưng danh, lành trao mà chẳng khoe mình chân tu. Tình đạo Phật cương nhu lượng dùng, cương vị lành nhu cũng vị lành, lành mình lành cá nhân sanh, lành trong tư tưởng lành hành động ra. Tình đạo Phật muốn nhà nước thành, muốn mọi người lành mạnh ấm no, vì đời chẳng ngớt toan lo, lo đời nhưng chẳng hề cho lụy đời. Tình đạo Phật như lời Phật thuyết, nói từ bi làm việc từ bi, cuộc đời có thành có suy, từ bi chẳng có biến gì chút nào. Tình đạo Phật chẳng nao lúc khổ, gặp buổi nghèo càng đổ nhiều hơn. Người ăn cơm chẳng thấy lần tình, nhà đạo Phật chẳng sờn từ bi. Tình đạo Phật dắt đi đến Phật, nửa chừng đường chẳng dứt dây ai. Dù rằng gặp lắm trong gai, dù rằng ngày tháng kéo dài bao lâu, tình đạo Phật dịnh câu hải thầy, độ chúng sanh như kệ kinh truyền. Nếu nay độ chẳng mãn nguyện, cũng thề tái độ ngay liền mai sau. Tình đạo Phật trào nào cũng Phật, không trào nào tánh chất ra mang. Tình không tự ý người ta, chứ tình đạo Phật vẫn là bất di. Tình đạo Phật tuy ly thoát tục, nhưng mà không tiêu cực tinh thần. Thường lo tế thế độ dân, khỏi mê khổ kiếp khỏi luân chuyển đời. Tình đạo Phật khuyên người ráng có, được có rồi ráng mở rộng ra, cho mình cho khắp người ta sống hòa nhân loại thác hòa Phật tiên. Tình đạo Phật sâu duyên với Phật, nở thế gian lần dứt hết đi, không gây những nghiệp mê si, cũng không tạo những sự gì trói trăng. Tình đạo Phật cố ngăn dục vọng,
cố làm chớ tâm đồng ra bình, cố làm chủ được lòng mình, cố làm tan lớp vô minh lâu đời. Tình đạo Phật xét nơi mình trước, nhận thức rằng tội phước vô mình. Người ngoài chỉ để chứng minh, việc mình phải tự tin lấy lòng. Tình đạo Phật vốn không vọng ngoài, tự mình lo ngó lại nơi tâm. Tin rằng cái mối quyền thâm nội tầm, sẽ thấy ngoài tầm khó trong. Tình đạo Phật hội lòng với Phật, lòng với lòng hòa một không hai. Không đi ngược lối Như Lai, niết bàn nhất định có ngày tới nơi. Tình đạo Phật chẳng đời bổn nguyện, nguyện độ mình độ đến mẹ cha, độ thân tộc độ người ta, quyết tu công đức dù là khổ lao. Tình đạo Phật ngày nào chưa toại, ngày ấy còn lưu lại hồng trần. Đưa người khỏi bến mê tân, dù cho lão ly xác thân thế nào. Tình đạo Phật chẳng nào việc khó, sự đáng làm gắn bó cho thành. Nhất là việc giúp nhân sanh, gian truân mây cũng tiến hành không thôi. Tình đạo Phật còn đời còn nó không bao giờ bỏ nửa đời. Nếu đời chưa được thanh thơi, nó càng tìm cách giúp đời nhiều hơn. Tình đạo Phật là chân tình nghĩa, chẳng khi nào bỏ kẻ thế gian. Thế gian gì có phụ phàng, nhưng tình đạo Phật một đàn yêu thương. Tình đạo Phật vui nhường cơm áo, vui nhìn qua việc bảo lời hung. Lúc nào cũng rất khoan dung, việc lành thì chẳng tiếc cùng một ai. Tình đạo Phật chỉ gây phước huệ cho mình và cho kẻ thế gian. Thà cam chịu sống cơ hàn, không ham những thứ giàu sang tội đời. Tình đạo Phật xét nơi tội phước, không làm càng theo dục tâm phàm. Vì rằng những việc muốn ham là nguyên nhân khiến người làm khổ đau. Tình đạo Phật lo sao giải kiếp, không muốn thêm nặng nghiệp hồng trần. Cho nên cố gắng tu thân, ảo quyền quyết tranh lý chân quyết tìm. Tình đạo Phật một niềm tin Phật, tin Phật đà siêu thoát tử sanh. Tin mình có thể tu hành, tin muôn việc giữ hay lành tại tâm. Tình đạo Phật lối lầm tử xưa, học lấy gương Phật ở ngàn xưa. Thấy sai nay cải mai chừa, nghiệp phàm chẳng để dây dưa nhiều lần. Tình đạo Phật chẳng dừng bước đầu, tiến đến khi rút rau pháp màu.
tiếng trên hành động cao sâu, tiếng trên công việc giải bầu mê ly. Tình đạo Phật chẳng gì cản nổi, vượt qua muôn chướng ngại trên đời. Làm theo ý muốn siêu vời, làm cho chí nguyện độ người còn mê. Tình đạo Phật không hề thôi chi, dù đường còn vạn lý xa xôi, cứ đi đến chỗ mới thôi, không dừng bước trước cuộc đời gian truân. Tình đạo Phật nặng phần đạo lý, đạo lý bao tâm trí đặt vào. Ý hành đường lối siêu cao, cho mê đời hết, cho sầu dân tan. Tình đạo Phật thế gian chẳng nhiệm, nhưng mà không phải im thế gian, thường lo cứu khách trần hoàng, xây cho đời cảnh bình an nô lành. Tình đạo Phật tự sanh dân Phật, sống niết bàn và thoát niết bàn, an vui sống thoát hai đàn. Thế nên chẳng ngớt lo toan cho đời, tình đạo Phật biết mới bỏ xác. Nhưng hôm nay vẫn giúp người ta, đó là chủ nghĩa Thích Ca, đó là tâm niệm của nhà từ bi. Tình đạo Phật chuyện gì đáng bỏ, quyết bỏ xong chẳng có giận già. Còn điều chi đáng làm ra, quyết làm cho được dù là khó khăn. Tình đạo Phật luôn căn cứ đạo, việc ở ăn ngay thảo nhân từ. Giữa chân ly để suy tư, xem người lành dữ để cư xử mình. Tình đạo Phật tự tin trước hết, tin nên hư mọi việc tại tâm. Mỗi mảnh đạo Pháp cao thâm, tin mình có thể sẽ tầm kiếm ra. Tình đạo Phật bên tòa sen Phật, chẳng bao giờ để mất đức tin. Càng tin Phật đứng trước mình, càng nói theo những hành trình Phật xưa. Tình đạo Phật bên nữa Phật Pháp, mình đến không còn tạp niệm trần. Lời nào của Phật đã phân, tập trung tất cả tinh thần làm theo. Tình đạo Phật nghiệp đeo lo dứt, giống từ bi tận lực gieo ra. Học câu Bồ Tát mà ha khổ mình và khổ người ta phá bằng. Tình đạo Phật trời trắng dám đò, chẳng bao giờ ghét bỏ người nào. Với ai cũng đối như nhau, với ai cũng sẵn sàng trao lời lành. Tình đạo Phật chẳng sanh việc ác, việc thiện lo tạo tác không ngừng. Không mưu việc thiện riêng thân, mà mưu việc thiện cả dân chúng nhờ. Tình đạo Phật không mơ quyền quy, chỉ ước mong đạo lý rộng bài. Nơi mình hết việc phạm sai, nơi người cũng chẳng còn ai lỗi lầm. Mà tình đạo Phật
đạo tâm làm trọng. Lấy đạo tâm để sống với đời, nói làm suy xét càng nơi, tránh cho mình khỏi bị rơi đường tà. Tịnh đạo Phật lỗi qua biết hối, hối lỗi qua chừa lỗi sau này. Trừ ngay ý tưởng tà tay, làm ngay những việc rất hay rất lành. Tịnh đạo Phật thân tình đại chúng, khuyên lời lành cung ứng việc lành, chỉ đường tình độ giảng sanh, ra tay giúp đỡ trong tình cảnh nguy. Tình đạo Phật chẳng khi kẻ khó, cũng không chê ai có lỗi lầm. Khó thì cố giúp khỏi lầm, lỗi lầm thì cố thức tâm cho người. Tình đạo Phật vui tươi hòa nhã, nhìn người bằng tất cả niềm thương, sẵn sàng nhường việc đáng nhường vui cho những sự người đương thiết cần. Tình đạo Phật giả chân dạch rõ, không làm điều chẳng có phước duyên, mình cùng người rất quan liên hậu lai, hoặc việc đương tiền có nhau. Tình đạo Phật đề cao lẽ chánh, chánh nói làm chánh tánh tâm mình. Làm chân chánh để sống sinh, dù nghèo khổ cũng chẳng chênh trong lòng. Tình đạo Phật sống thông với Phật, không sống ngăn cách biệt cõi phàm. Sống đời đời chẳng chút tham, sống đời mà chỉ muốn ham đạo màu. Tình đạo Phật đến đâu cũng đạo, việc chánh không ai bảo cũng làm. Làm mà dánh vọng chẳng ham, vì người hơn việc gì tham cho mình. Tình đạo Phật hữu tình hữu đồ, nhưng vô tình cũng cố gieo duyên. Độ người không có giới biên, nếu còn ai khổ còn nguyện độ cho. Tình đạo Phật lòng lo như Phật, lo tìm phương mở gốc mê đời, lo cho người sống thảnh thơi, lo cho người chết khỏi nơi luân hồi. Tình đạo Phật không thôi việc Phật, nếu đời còn trong giấc nam kha, tu là cứu độ người ta. Người ta còn khổ thì là còn tu. Tình đạo Phật chẳng mù sự thế, trong đời mà không để nhiễm đời. Nhìn đời qua cuộc đầy vơi, vạch đường bất diệt cho người cùng đi. Tình đạo Phật không nghi nhân quả, tin chắc điều vai trả chẳng lầm. Dù sao cũng vẫn can tâm, những điều tội ác không làm cho ai. Tình đạo Phật chẳng sai lời Phật, Phật bảo lành thì quyết làm lành chẳng quản tử sanh, lành cho đúng nghĩa tu hành Phật gia. Tình đạo Phật người ta muốn rõ, nên đi sâu vào đó mà xem. Sạch trong chẳng chút lúc lem, yêu đời thành thật và đem phúc
đời tình đạo Phật thù người chẳng có. Ân cho người điều đó có luôn, ví dầu bị kẻ ghét buồn, cũng không vì đó mà buông tánh lành. Tình đạo Phật trọn tính lời Phật, nguyện tu thân và quyết độ người. Sự tu cao thượng tốt tươi chính là ở chỗ đôi người độ ta. Tình đạo Phật đồng hòa các giới, giúp giới nào cũng hội Phật tâm. Giúp nhau đồng khỏi sai lầm, mà giúp nhau đồng tuyệt hết mầm khổ đau. Tình đạo Phật chỗ nào cũng sáng. Sáng đời người, sáng bổn tâm người, đến đâu là đó vui tươi, khiến đời cùng giúp, khiến đời cùng thương. Tình đạo Phật vô thường kiếp rõ, nên mau lo đâu đó vẹn tròn. Hẹn thầm với tấm lòng son, vừa là tu Phật vừa còn tu nhân. Tình đạo Phật nghiệp trần quyết gỡ, nợ không đeo chỉ mở mà thôi. Sợ đường sanh tử luân hồi, sợ câu quả báo của đời nay mai. Tình đạo Phật ngó ngay vào Phật, nói con đường siêu thoát Phật đi. Đi cho khỏi cảnh mê si, đi ra ngoài cái phạm vi hồng trần. Tình đạo Phật tự thân quyết độ, độ mình như chư tổ ngàn xưa. Tìm nơi thoàn bát nhã đưa, đồng thời chỉ những người chưa biết đường. Tình đạo Phật yêu thương trong giác, không yêu thương trong các tánh mê. Vì đường chánh giác lập thầy, vì từ bi đạo mà để đầu nguyện. Tình đạo Phật vừa hiền vừa sang, không dữ không mù quáng tánh tình. Quyết làm chủ việc tự sinh, quyết làm chủ những điều mình làm ra. Tình đạo Phật quỷ ma chẳng sợ, và cũng không sợ kẻ ngoài đời. Nhưng mình chỉ sợ mình thôi, sợ lòng mình quỷ, sợ người mình hư. Tình đạo Phật, Phật từ tâm phát. Mê là phàm còn giác Như Lai, tại mình chẳng phải tại ai, cho nên phải tự dồi mài lấy thân. Tình đạo Phật tin rằng có Phật, Phật từ bi nhưng rất công bằng. Phật không thể độ hung hăng, muốn cho Phật độ phải năng làm hiền. Tình đạo Phật cố nhiên kính Phật, kính Phật là đại đức đại minh. Trong lòng vừa kính vừa tin, tin theo và gắn chí hành động theo. Tình đạo Phật, Phật treo gương lớn, xoay đó mà rửa bẩn nhớ đời. Nếu ngày nào cũng nhớ xoay, tức là sẽ hết tánh hối đời mình. Tình đạo Phật không tính suôn sẻ, tin rồi là tìm lẽ thật hành. Tin sau khi nghĩ suy rành, tin nơi chân lý không tin mê cuồng.
tình đạo Phật biết tuôn đời già, nhưng mà không bỏ cả người đời. Thấy đời sống gửi tất hơi, càng lo cứu giúp cho đời nhiều hơn. Tình đạo Phật thân trần tánh Phật, chung vì đời tâm đức hơn đời. Nghĩ điều tội phước nay mới, giúp người thì có hại người thì không. Tình đạo Phật trong lòng thường xét, xét lòng mình xét việc thế gian. Đời như mây tụ rồi tan, gìn lòng chẳng để sanh đàn bất lương. Tình đạo Phật thẳng đường giác ngàn, lúc tiến hành bỏ mạng cũng vui. Không vì lão khổ mà lùi, không vì vật chất mà xuôi theo đời. Tình đạo Phật đổ người vì đau, chẳng đổ người vì gạo vì tiền. Vì mong giải thoát mà hiền, không vì danh lợi mà nguyện lo tu. Tình đạo Phật chẳng mù vẫn quang, mà chỉ làm người sáng vẫn mù. Dẫn cho người biết lối tu, dẫn cho người khỏi cảnh u mê đời. Tình đạo Phật lành lời lành sư, lành trong lòng căn cứ trước tiên. Trọn lành trọn sáng là nguyện, ý nguyện ấy vẫn gắn liền trong tâm. Tình đạo Phật tự tầm mới thấy, chớ luôn công nhờ cái người ngoài. Tự mình biết đăng biết cai, tự mình phải thấy bổn lai tâm mình. Tình đạo Phật lời kinh dịch lối, phải tìm trong tâm mới thấy ra những gì là đức Phật đà. Những gì sanh chung cũng là tại tâm. Tình đạo Phật lòng cầm chắc được, Phật cùng mình kẻ trước người sau. Quay đầu ngó lại thấy nhau trái, thì đã chín trái mau còn xanh. Tình đạo Phật để dành cho thầy, không dành riêng cho kẻ siêu phàm. Được rồi đem giúp nữ nam, nhược bằng chưa được ráng làm cho ra. Tình đạo Phật tình ma khác hẳn, Phật thì chân ma chẳng phải chân. Nếu người thật muốn tu thân, tránh tìm ma mị lừa chân Phật tình. Tình đạo Phật tự mình phát khởi, phải thắng qua các mối tình đời. Lòng thương người rộng muôn nơi, giúp qua sông khổ giúp rời nghiệp mê. Tình đạo Phật đưa về tới Phật, tùy theo người dìu dắt khác nhau. Hoặc là tới trước tới sau, không hề bỏ một người nào lạc đi. Tình đạo Phật chỉ vì đại độ, độ khắp nơi không chỗ nào chừa. Đi đâu như hạn cho mưa, hữu tâm thì độ chẳng chừa bỏ ai. Tình đạo Phật tự khai khai thế, mở sống đời mở bể pháp. Tâm sống không còn bị lỗi lầm, tâm không còn bị hãm cầm trong mê. Tình đạo Phật bỏ bê sao nở, xét kỹ đi rồi cố tạo nên.
xong câu nghĩa trả ân đền, sẽ không vô ích sống trên cõi đời. Tình đạo Phật mỗi người nhớ phát, tiến hành đường tự giác giác tha, khiến hồi tâm khắp người ta, người người tỏ ngộ, nhà nhà bình an. Tình đạo Phật luận bàn sao hết, ăn sâu nơi sống chết người đời. Người đời sống chết chưa thôi, thì tình đạo Phật chưa đời thế gian. Tình đạo Phật niết bàn là vốn, nhưng thế gian là chốn lập công. Ở trần nếu chẳng tốt lòng, mà niết bàn cực lạc chớ hồng sang qua. Tình đạo Phật muôn nhà ràng có, chớ nói xuống đừng ngó lơ là. Ít nhiều cũng ráng làm ra, cho người thỏa dạ, cho ta an lòng. Tình đạo Phật không tầm kẻ quay, mà cũng không tự dây bất minh. Biết rằng biết sửa lấy mình, và là biết giác biết bình người ta. Tình đạo Phật tuy là thương rồng, nhưng mà không để phóng tâm trần. Thương trong tự chủ tinh thần, không hề để bị mê dần trong thương. Tình đạo Phật suy lượng trong huệ, nghĩ tưởng trong ngũ trễ thì không. Lời danh khó ám ảnh lòng, mà những trò dục lạc càng không thể lừa. Tình đạo Phật biết ngừa trước việc, biết ăn năn hối tiếc khi lầm. Bình tâm và biết thức tâm việc làm, chẳng rối lỗi lầm chẳng thêm. Tình đạo Phật đáng mềm mềm hằng, đáng cứng thì cứng chẳng chi so. Cứng mềm đều được tự do, không do ngoại lực khiến cho cứng mềm. Tình đạo Phật ấm êm nhân loài, không giống như những thoái gây loạn. Mối tình đạo Phật càng lan, thì trong xã hội người càng vui tươi. Tình đạo Phật mỗi người ráng tập, tập cho lòng Phật pháp thuận thành. Bảo hành ác niệm hết sanh, cõi đời sáng suốt tốt lành thấy ra. Tình đạo Phật lớn là lớn quả, lớn Phật tình để quá độ nhân. Nếu cầu đạo quả viên chân, thì tình đạo Phật phải cần mở to. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.